Thưa quý vị, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tính đến ngày 16 tháng 9 đã phân bổ 1.035 trên 1.236 tỷ đồng số tiền ủng hộ để hỗ trợ 26 tỉnh thành thiệt hại do bão Yagi. Tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2024, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền 1.236 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân trên cả nước ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Từ số tiền tiếp nhận được và căn cứ tình hình thiệt hại của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ đợt 1 là 385 tỷ đồng, đợt 2 là 650 tỷ đồng. Như vậy, sau cả hai đợt, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ tổng số tiền 1.035 tỷ đồng, tương đương với 83,7% số tiền. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng công bố cụ thể danh sách địa phương và số tiền nhận hỗ trợ như sau: tỉnh Lào Cai 180 tỷ đồng, tỉnh Yên Bái 130 tỷ đồng, tỉnh Cao Bằng 80 tỷ đồng, tỉnh Lạng Sơn 80 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang 55 tỷ đồng, tỉnh Phú Thọ 55 tỷ đồng, tỉnh Bắc Giang 50 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 50 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 50 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 40 tỷ đồng, tỉnh Bắc Cạn 40 tỷ đồng, tỉnh Thái Nguyên 30 tỷ đồng, tỉnh Hòa Bình 30 tỷ đồng, tỉnh Hưng Yên 25 tỷ đồng, tỉnh Hà Giang 25 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 20 tỷ đồng, tỉnh Thái Bình 20 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 20 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 15 tỷ đồng, thành phố Hà Nội 10 tỷ đồng, tỉnh Vĩnh Phúc 5 tỷ đồng, tỉnh Hà Nam 5 tỷ đồng, tỉnh Nam Định 5 tỷ đồng, tỉnh Ninh Bình 5 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa 5 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh số tiền 5 tỷ đồng. Thưa quý vị, theo NASA, siêu trăng tháng 9 tức trăng rằm Trung thu năm nay là một sự kiện đặc biệt hiếm khi diễn ra cùng lúc 3 hiện tượng thiên văn. Cụ thể, trăng rằm này sẽ đạt đỉnh vào khoảng 9 giờ 35 phút sáng 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, người quan sát tại Việt Nam có thể thấy trăng tròn xuyên suốt 3 đêm từ thứ Ba, 17 tháng 9 đến thứ Năm, ngày 19 tháng 9. Trăng Trung thu năm nay cũng được coi là siêu trăng, lần thứ hai liên tiếp kể từ siêu trăng xanh mới diễn ra tháng trước. Dự kiến tháng sau và tháng sau nữa cũng sẽ đón liên tiếp hai siêu trăng, khiến dịp cuối năm nay có tới 4 siêu trăng liên tiếp. NASA cho biết, trăng Trung thu năm nay còn đặc biệt ở chỗ đồng thời diễn ra với nguyệt thực một phần. Theo đó, mặt trăng sẽ tiến vào phần tối bị che bởi trái đất vào khoảng 8 giờ 41 phút sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tới 9 giờ 13 phút, nguyệt thực sẽ dễ dàng quan sát được ở những vùng còn đang là ban đêm trên trái đất, che phủ 8% viền trên mặt trăng. Sự kiện này có thể quan sát trong khoảng 30 phút. Rất tiếc tại Việt Nam thời điểm đó đang là ban ngày nên chúng ta sẽ không thể theo dõi nguyệt thực. Theo NASA, siêu trăng lần này sẽ là siêu trăng máu do cả ba hiện tượng mặt trăng diễn ra cùng lúc nên trăng Trung thu này có thể coi là rất hiếm. Thưa quý vị, sau bão số 3 Yagi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường để thu các khoản thu ngoài quy định và không tổ chức vận động tài trợ từ phụ huynh học sinh. Ngày 17 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết, bão Yagi, bão số 3 năm 2024 đã gây thiệt hại tại nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc. Trong đó, thành phố Hải Phòng ngay vào thời điểm đầu năm học 2024-2025. Để tránh áp lực đối với cha mẹ học sinh trong điều kiện khắc phục hậu quả thiệt hại do bão Yagi gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc đơn vị này không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường để thu các khoản thu ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó đặc biệt chú trọng trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc tổ chức nghiêm túc, trực tiếp chủ trì cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh của trường đầu năm học để công khai giải trình về các khoản thu, nhất là các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu từ hoạt động dạy thêm, học thêm, dạy liên kết, thu hộ, mua hộ. Ngành Giáo dục Hải Phòng cũng nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường để thu các khoản thu ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được biết, tổng thiệt hại do bão Yagi gây ra tại Hải Phòng tính đến thời điểm hiện nay được thống kê ước tính gần 11.000 tỷ đồng. Sau nhiều ngày lánh nạn trên núi, 17 hộ dân ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với 115 nhân khẩu đã được di chuyển xuống núi an toàn vào chiều 16 tháng 9. Các hộ dân được bố trí chỗ ở tại khu vực sân bóng của xã. Trước đó, nhận được thông tin thôn Kho Vàng xảy ra sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến nhiều người mất tích, chính quyền xã Cốc Lầu đã tìm mọi cách để liên lạc nhưng không được. Cho đến ngày 11 tháng 9, lực lượng công an xã lên thôn, tiếp tục đi bộ tìm kiếm cùng đoàn cán bộ xã Cốc Lầu thì tìm thấy các hộ dân đang lánh nạn trên núi. Song do mưa lũ, khu vực này không có điện, không có sóng điện thoại, các hộ dân bị cô lập, mất liên lạc với bên ngoài. Các đơn vị địa phương đã thông đường mòn từ núi xuống trung tâm xã, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân. Đến chiều 16 tháng 9, công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà triển khai phương án đưa các hộ dân xuống núi về nơi an toàn. Các lực lượng dựng hơn 20 lều dã chiến, lắp đặt điện chiếu sáng, đảm bảo phục vụ nhu cầu cho người dân sinh hoạt. Tuy nhiên, do thời tiết nóng, khu vực di chuyển đến nơi ở còn thiếu một số thiết bị điện, nên chiều nay, người dân được bố trí ở tại nhà văn hóa xã Cốc Lầu.
Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, mạng xã hội đã lan truyền thông tin ca sĩ Hòa Minzy muốn nhận nuôi bé gái 6 tuổi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Bé gái mất 5 người thân sau trận bão lũ và đang được điều trị tại bệnh viện. Tối cùng ngày, Hòa Minzy lên tiếng làm rõ, nữ ca sĩ khẳng định ý định nhận nuôi bé là thật. Cô liên hệ với chính quyền và được thông báo bé gái vẫn còn bà ngoại và người thân đang chăm sóc nên phần nào yên tâm. Hòa Minzy cũng liên hệ với gia đình để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bé. Bà ngoại cảm ơn và mong cô chờ thêm một thời gian để gia đình ổn định và bé hồi phục sức khỏe. Hiện tại mẹ bé vẫn chưa được tìm thấy. Sau khi tình hình ổn định, gia đình sẽ đưa ra quyết định chính thức. Hòa Minzy chia sẻ sẵn sàng chờ đợi và nếu gia đình đồng ý, cô sẽ hỗ trợ tài chính cho bé đến năm 18 tuổi. Cô cho rằng việc bé được ở cùng người thân vẫn là tốt nhất, với điều kiện bà ngoại và người thân có đủ khả năng chăm sóc. Còn nếu gia đình quyết định giao bé cho cô nuôi dưỡng thì con trai cô, bé Bo sẽ có thêm một người chị. Vì lý do cá nhân, Hòa Minzy hiện chưa thể đến thăm bé nhưng khẳng định sẽ sắp xếp thời gian. Cô cũng cho biết nếu được nhận nuôi, toàn bộ số tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ sẽ do gia đình bé giữ. Trước đó, Hòa Minzy đã quyên góp 400 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng lũ, chia sẻ khó khăn với bà con. Thưa quý vị, thương hiệu SJC tại các doanh nghiệp trong nước được điều chỉnh lên ngưỡng 82 triệu đồng mỗi lượng phiên mở cửa sáng 17 tháng 9, trong khi giá vàng nhẫn duy trì ổn định quanh ngưỡng 79,2 triệu đồng một lượng. Sau hơn 10 ngày bất động, thương hiệu SJC bất ngờ được điều chỉnh ngay khi mở cửa giao dịch sáng nay 17 tháng 9. Tại thời điểm 9 giờ, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và công ty Doji cùng thông báo giá mua vàng SJC ở mức 80 triệu đồng một lượng và bán ra là 82 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn không thay đổi. Cụ thể, công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn từ 78 đến 79,2 triệu đồng một lượng. Phiên hôm qua 16 tháng 9, thương hiệu này đi ngang. Tương tự, công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức mua vào là 77,98 triệu đồng một lượng, bán ra 79,18 triệu đồng một lượng, giữ ổn định, song phiên trước thương hiệu này cộng thêm 100.000 đồng một lượng. Một sự cố hàng không nghiêm trọng vừa xảy ra tại Mỹ trong lúc chuẩn bị cất cánh. Chiếc máy bay của hãng hàng không Delta Airlines đã xảy ra va chạm với một máy bay khác, khiến phương tiện này gãy làm đôi. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, sự cố xảy ra hôm 10 tháng 9 tại sân bay quốc tế Hartsfield Jackson ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Phát ngôn viên của Delta Airlines cho biết, phần đầu cánh của chiếc Airbus A350 của hãng đã va chạm với phần đuôi của máy bay Bombardier CRJ-900 do công ty con của Delta là Endeavor Air điều hành. Thời điểm xảy ra sự cố, chiếc máy bay Airbus A350 chở 221 hành khách và chiếc CRJ-900 chở 56 hành khách, may mắn không có ai bị thương. Hành khách trên hai máy bay sau đó được đưa trở lại nhà ga và được sắp xếp sang các chuyến bay thay thế. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, các đường băng bị ảnh hưởng tại sân bay Hartsfield Jackson đã bị đóng. Điều tra sơ bộ cho thấy phần đuôi của chiếc CRJ-900 thiệt hại nghiêm trọng, bị gãy và tách khỏi phần thân của máy bay. Nguyên nhân sự cố vẫn đang tiếp tục được làm rõ.